Kiều Tiên rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bảo hiểm xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý khán giả, theo Nghị định số 75 năm 2024 của Chính phủ, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 15%. Đây là mức tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cao nhất từ trước đến nay, được áp dụng cho tất cả những người đang hưởng lương hưu qua các thời kỳ, không phân biệt người làm trong khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp hay người làm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vui mừng và phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều người nghỉ hưu khi đến các điểm chi trả để nhận tiền. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất việc chi trả lương hưu cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm theo chế độ mới. Ngày 29 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Nghị quyết thông qua việc thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30% đối với cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và tăng 15% mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng một tháng. Giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp, điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 6% so với năm 2023, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công tác động lên khoảng 18 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội, khoảng 50 triệu người do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, khoảng 16 triệu học sinh sinh viên và 30 triệu người liên quan chính sách hỗ trợ từ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Tại Tây Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, tại kỳ chi trả tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới cho 17.000 người. Đây không chỉ là niềm vui đối với người tham gia, mà cũng chính là quả ngọt đối với những người làm công tác bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tăng lương hưu lần này có phạm vi áp dụng rộng lớn, bao gồm người đang hưởng lương hưu từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khối nhà nước tư nhân và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thể nói đây là niềm vui nhân đôi. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết, ngụ tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà đã nhận lương hưu từ năm 2023 đến nay. Trước kia là tôi đi làm ở công ty Hoàng Gia may dài ở Thanh Điền, Tây Ninh. Rồi tôi làm là được 13 năm 11 tháng là tôi đã nghỉ hưu, tới tuổi nghỉ hưu. Còn thiếu là 72 tháng nữa là tôi mới đủ trong 20 năm mà đóng lãnh lương hưu. Thì tôi có đóng tiếp tục vào luôn để mà tôi hưởng lương hưu như bây giờ. Tổng tiền mà đóng bảo hiểm tự nguyện thêm vào thì trên 90 triệu, khoảng 92-93 triệu. Nói chung là cái lựa chọn này thì nó cũng đúng đắn mà nó có lợi cho mình cũng nhiều nữa. Có lợi hơn hưởng một lần, bởi vì hưởng một lần thì chỉ có 120-130 triệu đó thì mình xoay sở, thí dụ như là khổ đi thì nó cũng sẽ hết trong vòng 1-2-3 tháng. Còn ở thảnh thơi thì cũng từ năm trở lại mình cũng chi xài hết à. Rồi bây giờ mình bù thêm vô chín mấy triệu đó nữa thì mình được hưởng suốt đời, thì cái đó là cái lợi lớn lao của mình. Triển khai từ năm 2008, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm giúp người lao động tự do có thêm cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Người lao động tự do khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi đến tuổi. Ngoài ra, khi hưởng chế độ lương hưu, họ sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngoài lao động tự do, còn có nhiều người từng công tác tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ việc hoặc đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian để được hưởng lương hưu. Phần lớn trong số họ, sau khi tìm hiểu và được viên chức, nhân viên thu bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin, đã nhận ra việc đóng nối bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu có lợi hơn nhận bảo hiểm xã hội một lần, nên đã làm hồ sơ tham gia.
Thì theo gia đình và bản thân của tôi thấy thì mình hưởng cái chế độ lương hưu này thì nó cũng có lợi cho mình. Thí dụ như là mình được hưởng hoài, mình được hưởng suốt đời. Rồi tuy là con số nó không có nhiều nhưng mà đều đời sống của mình nó cũng được vững chắc. Thí dụ như con mình á, là nhiều khi nó làm ăn nó cũng có suy sút gì thì mình cũng có đồng lương đó trong cái khoảng tuổi già. Rồi nếu mà con mình mà nó thơm thảo thì mình cũng có được thêm khoản chi phí đó, mình cũng được nhẹ nhàng chút. Rồi thêm được cái bảo hiểm y tế trọn đời luôn 95%, thì cái đó nó cũng quá lợi cho mình rồi, rất là nhẹ cho con cái gia đình mình về sau. Rồi đến khi mà vừa rồi này, tháng 7 vừa rồi nè, có cái chế độ mà tăng lương á, tôi cũng được tăng lên được 300 mấy, gần 350. Nói chung thấy nó cũng rất là vui. Cũng như bà Tuyết, bà Nguyễn Thị Vương cũng không giấu được niềm vui khi nhận mức lương hưu mới tăng 15%. Từng làm cấp dưỡng 11 năm tại một trường mẫu giáo, nhận thấy số năm không đủ để nhận lương hưu, bà Vương đã tìm đến cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu để được tư vấn. Sau khi được thông tin về nhiều quyền lợi được hưởng, bà đã chọn đóng đủ số năm còn thiếu với tổng số tiền là 118 triệu đồng. Khi thì cô nghe con cô nó nói nó thôi giờ mẹ về hưu, mẹ đánh một lần thì nó có được khoảng mấy chục triệu hay là trăm triệu gì đấy, thì mẹ tiêu xài thì nó cũng mấy tháng là cũng hết. Còn mẹ cứ đóng thêm tiền vào thì sau này mẹ được hưởng đến chết luôn, rồi con cái nó đỡ phải no. Tuy rằng nó ít cơ mà cũng đủ cho gạo mắm trong gia đình. Thì khi nhà nước mà xem trên truyền hình nhà nước nói tăng cho 15% tiền hưu thì lúc bây giờ là nói là rất là vui mừng, phấn khởi, mà sao nói là thôi thì cứ bao giờ đợi tiền đến nơi thì mới chắc ăn. Còn lúc đó thì mới nghe thì thấy ở nhà nước nói vậy là đến ngay ngày mùng 1 tháng 7 là nhận được tiền lương gửi vào trong tài khoản luôn, là nên 15%, là lúc bây giờ là càng vui thêm. Qua những chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Vương, có thể thấy việc lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng thay vì chọn rút bảo hiểm xã hội một lần đã mang lại rất nhiều quyền lợi cho sau này. Trên thực tế, khi đối mặt với tuổi già, những ngày tháng không thể lao động kiếm tiền, phải nương tựa, thậm chí trở thành gánh nặng cho con cháu, lúc đó chúng ta mới thấy được đồng lương hưu tuy ít ỏi nhưng có sức mạnh rất lớn. Mặc dù lương hưu không nhiều, nhưng các cụ vẫn có thể chủ động trong cuộc sống, có một khoản để lo chi phí trong nhà, đi đây đi đó, an hưởng tuổi già. Nhiều nhận định cho rằng, việc đề xuất điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tăng với tỷ lệ 15% là mức tăng cao so với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Đây là mức tăng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo đảm hợp lý, hài hòa, có sự chia sẻ giữa người đang đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, không chỉ tạo niềm vui cho người đang nhận mà chính sách tăng lương hưu còn tạo động lực để người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội ở các đơn vị doanh nghiệp cũng như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. So với trước đây, chỉ có người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được hưởng chính sách hưu trí. Thế nhưng kể từ khi bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai áp dụng vào đời sống, thì người lao động đã có thể tham gia bảo hiểm xã hội bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu, thì khi về già, quyền lợi được hưởng rất lớn. Không chỉ tiền lương hưu hàng tháng mà còn được chăm sóc sức khỏe trọn đời. Đây là bài toán lợi ích để người lao động không phải cân nhắc quá nhiều về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để lan tỏa giá trị nhân văn và lợi ích từ việc tham gia chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước mang lại, trong thời gian qua, các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các buổi hội nghị truyền thông do cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức tại địa phương. Qua đó giúp người dân hiểu được đây là chính sách ưu việt, mang lại lợi ích lớn cho những người lao động tự do, đồng thời có những dẫn chứng cụ thể của những người được hưởng lương hưu trong thôn, trong xã. Tôi có thể chưa nhiều, nhưng không phải nhờ cậy đến con cháu lúc già, để họ thấm dần, từ đó yên tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Kính thưa quý khán giả, có thể nói chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi hết tuổi lao động. Việc tăng lương lần này thể hiện sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người hưởng lương cũng như các đối tượng đang hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác gắn với lương cơ sở, giúp mọi người có thêm điều kiện trang trải chi phí trong cuộc sống hàng ngày được tốt hơn. Thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông với sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức, mô hình và phương pháp thực hiện, giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bảo hiểm xã hội tuần này. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!